Alo, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì video lần này mình sẽ tiếp tục làm video hướng dẫn cho các bạn cách lọc tương tác bạn bè ở trên máy tính bằng một cái extension, một cái tiện ích mở rộng ở trên máy tính nhé các bạn nhé. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ admin. Rồi, đầu tiên chúng ta vào cái mở cái trình duyệt lên nha các bạn nhé. Ở cái đường dẫn mình để ở dưới ngay video nha các bạn nhé. Sau khi mở lên thì chúng ta được một cái giao diện như này. Nó có gọi là cái tiện ích nha các bạn nhé. Tiện ích của Chrome này, Tension ấy. Cái multi tool của Facebook nha các bạn nhé. Rồi, ok, chúng ta bấm vào thêm vào Chrome này. Chúng ta thêm tiện ích nhé. Sau khi thêm tiện ích thì các bạn để ý một chút ở phía trên cùng phía bên tay phải nhé các bạn nhé. Đây nó đang tải về các bạn, đang kiểm tra này. Rồi, ok, ở trên cùng phía bên tay phải các bạn. Trên cùng phía bên tay phải các bạn có thấy cái biểu tượng cái hình cái cờ lê đúng không? Đây của nhà phát triển Lộc Mai nha các bạn nhé. Các bạn có thể bấm thích để ủng hộ cái nhà phát triển này, bởi vì là cái ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Ở trên này có rất là nhiều cái hướng dẫn. Tuy nhiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lọc bạn bè nhé. Rồi các bạn thấy để trên cùng phía bên tay phải có hình cái cờ lê các bạn. Multitool, chúng ta kích vào đấy. Đây nó bằng tiếng Anh. Chúng ta có thể chuyển sang cái chế độ tiếng Việt nhé, bằng kích chuột phải này, chỉ sang tiếng Việt này. Ok, giờ bây giờ giao diện tiếng Việt rồi đấy. Bây giờ chúng ta vào cái công cụ này, chọn cái máy quét tương tác này, bởi vì ở trong này có rất là nhiều cái tab khác nhau nhé các bạn nhé. Rồi, ok, ở đây là danh sách những người bạn tương tác cùng mình này, sắp xếp từ tăng dần đấy các bạn. Đây, bạn này là tương tác nhiều nhất này. Ở đây nó phân biệt ra phản ứng và cái bình luận đấy các bạn. Đây chúng ta bấm kế tiếp này, của 214 người. Chúng ta bấm kế tiếp để xem cái trang cuối cùng nha các bạn nhé. Cùng mình ở đây là có 214 trang. Đây các bạn để ý một chút, ở phía dưới có một cái bạn đây, phản ứng là không này các bạn, bình luận không này. Chúng ta có thể kích vào và xem cái bạn này không hề tương tác với mình gì cả. Có thể là mình bỏ đi hủy kết bạn, bởi vì là Facebook của mình nó giới hạn cho 5.000 người thôi. Đây chúng ta có thể hủy kết bạn nha các bạn nhé. Ok chưa? Những người khác cũng có thể, các bạn cũng có thể xem được nha các bạn nhé. Rồi, ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ admin nhé. Rồi, xin chào.